Xin chào quý vị các bạn, và ngay bên cạnh tôi đây là chiếc Lexus RX 350 bản L, là bản trục cơ sở dài hơn so với cả bản tiêu chuẩn. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái mẫu xe này. Và mẫu xe này được nhập khẩu bởi một showroom tư nhân và có mức giá bán lên tới 4 tỷ 900 triệu đồng. Và bây giờ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái chi tiết hay những cái điều khác biệt so với cả bản tiêu chuẩn của mẫu RX 350. Và ở đây thì có camera trước nằm trong hệ thống camera 360 độ xung quanh xe, vẫn là cái hệ thống cụm đèn pha full LED với 3 bóng LED và giải bị ban ngày hình chữ L rất là đẹp. Và ở phía trước thì ngoài cái camera thì chúng ta còn có đèn sương mù cũng là đèn LED luôn. Ở bên đây thì sẽ có một cái đèn gọi là khi mà chúng ta đánh lái là mở góc chiếu khi vào cua. Có lẽ đây sẽ là cái điểm thay đổi khá là lớn so với cả cái bản tiêu chuẩn. Tiến sang phần thân xe, bộ vành 20 inch hình bông hoa rất là đẹp. Trên gương chiếu hậu thì cũng có camera nằm trong hệ thống camera 360 độ. Ở mặt gương thì có cái phần cảnh báo, đèn cảnh báo điểm mù. Đây có lẽ là cái phần mà thay đổi khá là nhiều so với cả bản tiêu chuẩn. Đó chính là thay vì cái phần mui của bản tiêu chuẩn được vuốt chéo xuống như thế này, thì ở trên bản L nó được kéo dài ra. Và cái phần trụ C này cũng đã được thiết kế rộng hơn để cho cái hàng ghế thứ ba ở đây có thể ngồi và nhìn ngắm những cái khung cảnh ở xung quanh. Cái phần kính đen ở cột C cũng đang làm rộng và kéo dài cao hơn. Và ở trên bản L thì có cái chiều dài lớn hơn ở trên bản tiêu chuẩn là 110mm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần cốp, phần khoang để đồ của mẫu xe này, xem là với cái chiều dài lớn hơn 110mm thì có những cái gì thay đổi. Vâng, đây, cái chữ RX350L, cái chữ L này khá là giá trị đấy các bạn ạ. Ở phần phía sau của mẫu RX350L này thì có cái phần cảm dưới là khác so với bản tiêu chuẩn một chút. Cũng vẫn là những cái cảm biến, camera lùi, đèn hậu full chữ L rất là đẹp. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang hành lý làm sao nhé. Đối với những cái mẫu xe hạng sang này thì đương nhiên là đóng mở cốp thì bằng điện rồi, có cả tính năng chống kẹt luôn. Và đây, mặc dù là đang để cả 3 hàng ghế nhưng với cái chiều dài là hơn 110mm so với cả bản tiêu chuẩn thì RX350 bản L này vẫn có cái không gian để đồ rất là tốt. Và có một điểm tôi thích nữa, đó chính là cái phần không gian, cái mặt phẳng phần cốp này, nó thiết kế phẳng. Cái phần mặt cốp này được thiết kế phẳng để chúng ta lấy đồ dễ dàng hơn. Nó những cái vali to thì chúng ta không cần phải, một số xe thì có cái phần G ở đây là chúng ta phải nhấc xuống, nhưng mà ở đây chúng ta có thể cầm, chúng ta kéo này rất là dễ dàng. Để đóng hay mở cái hàng ghế thứ ba ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái nút ở đây, khá là tiện đấy các bạn ạ. Ồ, thế là họ nhà sản xuất bắt chúng ta phải giữ để đóng hoặc mở. Tôi thì tôi thích cái khả năng mà một chạm hơn. Bây giờ chúng ta đóng mở chúng ta lại phải đứng giữ mất xem nào, cũng khoảng vài chục giây đấy các bạn ạ. Đấy, mở lên cũng phải đứng giữ này. Đó, mặc dù là cũng hiện đại nhưng mà tôi nghĩ là nhà sản xuất nên nâng cấp nó lên thành một chạm thì tốt hơn. Chúng ta chỉ cần bấm là chúng ta sẽ đi vào hoặc là đi ra, không phải mất cái thời gian đứng giữ như này nữa. Trước khi vào với cả cái hàng ghế thứ ba thì có lẽ chúng ta nên điều chỉnh cái hàng ghế thứ hai trước để nó được công bằng cho những cái mẫu xe nào cùng hai. Ở cái mẫu RX350L này thì cái hàng ghế thứ hai này đã được sử dụng kéo lên đẩy xuống được để mở thêm, tạo thêm không gian cho hàng ghế thứ ba. Và đây như tôi, một người 1m75, tôi ngồi như là cũng thoải mái rồi. Cửa gió điều hòa này. Đấy, bây giờ tôi chỉnh nốt cái ghế bên này nhá. Đấy, ngồi như này thì hơi bí bách một chút, nhưng mà ngồi chỉnh lại một chút thì sẽ ok hơn. Đấy, rồi, đây các bạn thấy này,
cái khoảng không gian đầu gối còn thế này. Và trần trần cũng vậy, cũng khoảng này, khoảng 5 đến 7cm gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống cái hàng ghế thứ ba. Xuống cái hàng ghế thứ ba chúng ta có hai cách. Một là chúng ta dùng cái lẫy ở dưới này, đó, để đẩy lên. Hai là chúng ta dùng cái lẫy ở đây. Và để đóng mở hàng ghế thứ ba chúng ta còn có một cái nút ở đây nữa. Nghĩa là hai vị trí nhá, hai công tắc để đóng mở. Đây. Mà thôi, chờ đóng mở lâu lắm phải giữ mà. Thôi tôi để luôn đi. Đấy rồi. Cái không gian mà để chúng ta vào thì nó cũng không phải là quá chật, nhưng mà cũng khá là ok. Vâng, bây giờ tôi đã ngồi vào cái vị trí này rồi. Thật sự thì vẫn là những mẫu xe nào cũng hai thôi. 1m75 ngồi đấy. Đầu nó chạm vào đây mất rồi. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ tôi sang đây tôi thử cái khả năng đầu gối làm sao nhá. Wow. Không thể ngồi được thì đúng hơn. Quá chật. Chắc là sẽ phải hy sinh một chút nữa ở cái hàng ghế thứ hai này thì tôi mới có thể ngồi ở đây được. Hiện tại thì giờ thì cái đầu gối tôi đã chạm vào cái lưng hàng ghế này rồi và khá là kịch, khiến chúng ta không hề có sự thoải mái. Tôi sẽ điều chỉnh cái hàng ghế lên một chút xíu nữa. Thật ra là vừa đấy tôi điều chỉnh thì tôi ngồi vẫn dư giả. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ hy sinh thêm một chút nữa đi. Vâng. Và tôi vẫn phải khẳng định với các bạn rằng là hàng ghế thứ ba này ở trên RX350 dù có L đi chăng nữa thì cũng chỉ nên dành cho trẻ nhỏ mà thôi. Và dưới đây thì với một xe hàng sang thì chúng ta có cửa gió điều hòa và cái phần chỉnh nhiệt độ cũng như là gió và mốt ở ngay đây, có cả màn hình ở đây luôn. Rất là đẹp, thật sự là rất là đẹp. Thế và cái phần chúng ta vẫn có một cái khoảng ô cửa kính ở đây để nhìn ngắm xung quanh. Ở đây thì thay vì cái bệ tí tay và khay để cốc nước, ở đây thì Lexus đã truyền cái phần để chai nước hoặc cốc nước xuống giữa hai cái ghế ở hàng ghế thứ ba. Ngoài không gian tiện ích ở đây thì chúng ta ở ngồi hàng ghế thứ ba chúng ta vẫn có cái túi khí rèm khá là an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên hàng ghế thứ hai để xem lại xem cái không gian và những cái trang bị ở trên này. Sau đó sẽ là hàng ghế thứ nhất, chỗ người lái, bảng táp lô. Quay lại với hàng ghế thứ hai thôi. Để hàng ghế thứ ba ngồi mà có thể để chân một người cao 1m75 như tôi thì hàng ghế thứ hai chúng ta buộc lại phải hy sinh thêm một chút nữa so với cả ban đầu tôi setup. Đây là cái vị trí mà ngồi khi mà tôi đã hy sinh bớt. Cái đầu gối của tôi thì cũng cách, vẫn còn cách hàng ghế thứ nhất, cái lưng của hàng ghế thứ nhất một chút, khoảng 5cm. À không, bây giờ chắc chỉ còn khoảng 3cm, 3-4cm thôi. Đây là khi ngồi bình thường, còn khi tôi ngồi nha thì đã chạm rồi. Đầu thì khoảng sáng từ đầu, cái khoảng trống từ đầu tới trần xe vẫn còn. Cửa gió điều hòa ra ghế thứ hai rất là mát. Và ở trên RX350 bản L này thì vẫn không được trang bị cái tấm rèm che nắng, nhưng mà kính thì đã được làm tối. Bây giờ tôi sẽ ngồi ra giữa nhá. Rồi. Ngồi ra giữa thì phần lưng này có cái bệ tì tay hơi cứng. Đầu gối vẫn thoải mái nhưng mà chúng ta sẽ không để chân ở giữa được, bởi vì chúng ta đã bị vướng vào cái cụm ở giữa này để cái cửa gió điều hòa. Đấy, chúng ta buộc phải để sang hai bên. Bệ tì tay. À. Quá hay. Cũng là những mẫu xe sang. Hai cổng sạc 2.1A. Hộc để đồ. Hệ thống sưởi, hai nút sưởi cho cái hai vị trí ngồi ghế hai bên này, cho vị trí của hai vị trí hai bên. Khay để cốc. Ui, êm ru luôn, phần cơ đấy êm ru luôn, không nghe được một tiếng gì luôn. Wow. Là mùi nội thất của xe sang. Rất là thơm. Mùi thơm đấy từ đâu? Từ da, từ gỗ, từ những vật liệu cao cấp ở trong xe. Và như các bạn thấy đấy, khi mà đề nổ bật cái công tắc nút start stop này lên thì ghế đã tự động đưa về cái vị trí mà tôi đã setup ban đầu, vị trí của người lái. Và đương nhiên ghế được chỉnh điện ba vị trí nhớ ghế, bên ghế phụ cũng vậy, nhưng mà không có vị trí để nhớ, không có nút vị trí để nhớ ghế. Gương điều chỉnh gập điện rồi. Đương nhiên ở đây thì có nút đèn tự động này, sưởi vô lăng, mở cốp. Ở trên cái xe mà tôi đang trải nghiệm thì cái phần ốp gỗ của vô lăng là một tùy chọn option, nhưng mà cái trên cái mẫu xe tôi đang trải nghiệm thì không có ốp gỗ trên vô lăng, chỉ là bọc da thôi. Nhưng mà da của Lexus sờ mà nó vẫn sướng làm sao. Không có HUD kính, HUD cũng là một option tùy chọn luôn. Nhưng
chúng ta lại có một màn hình 12,3 inch. Cái phần màn hình của những xe Lexus ấy cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Và ở trên mẫu xe này thì màn hình đã được đẩy lùi ra xa một chút. Ở trên những cái phiên bản tiêu chuẩn trước đây, ở trên những cái bản 5 chỗ trước đây thì màn hình nó nằm ở đây này các bạn này. Đây đã được lùi xa xuống chắc khoảng 7 cm. À không, 5 thôi, chỉ 5 cm thôi. Những cái đường sơn mạ ở đây rất là đẹp. Cái này là gần giống với cả màu của ngoại thất đấy. Và đây là ốp gỗ này. Phím com măng, cần số, chỗ để ly, cốc, điều hòa hai vùng độc lập ở bên trên, ở bên dưới và ở đằng sau thì có một vùng riêng nữa. Nghĩa là ba vùng độc lập các bạn ạ. Vâng. À, dàn âm thanh của xe mà tôi đang trải nghiệm thì chưa được cái tùy chọn Mark Levinson. Hệ thống âm thanh Mark Levinson nghe rất là hay. Ở trên cái mẫu xe này thì mới được trang bị cái dàn âm thanh thường thôi. Màn hình 12,3 inch nhưng không được trang bị cảm ứng. Trên tất cả những cái mẫu xe Lexus hiện nay, tại sao nhà sản xuất lại không trang bị màn hình cảm ứng, mặc dù màn hình của Lexus rất là đẹp? Bởi vì cái phím command tắt ở đây, cụm phím điều khiển ở đây, ai đã đang và từng được trải nghiệm cái cụm phím điều hướng này của Lexus thì sẽ phải thốt lên rằng ôi sao mà dùng nó thích thế. Thật sự thì tôi rất thích dùng cái này, tôi thích dùng hơn cả những cái màn hình cảm ứng các bạn ạ. Bởi vì chỉ cần động vào thôi, đẩy đi một chút là sẽ đến ngay những cái vị trí, những cái cụm phím, những cái phím tắt mà chúng ta muốn sử dụng. Và đương nhiên rồi, map navigation, nhưng mà xe này do nhập khẩu nên là chưa kích hoạt cái tính năng này. Menu, enter, camera 360. Đấy, các bạn thấy không, giả lập rất tốt. Không gian rồi, chất liệu gỗ rồi, sơn mạ đẹp rồi, bây giờ đến da. Da của Lexus sờ cực kỳ sướng luôn. Như bạn thấy thì ghế của Lexus được thiết kế hai cái phần tựa hai bên này để ôm vào lưng chúng ta hơn. Có thể nói là cũng có một chút cái phong cách của những cái ghế, của những chiếc ghế ở trên những mẫu xe thể thao. Đường chỉ may, lỗ thoáng, rất là đẹp. Cái phần lỗ ở trên ghế này ấy, thì ở phần hàng ghế thứ nhất hơn cái hàng ghế thứ hai, ở chỗ ngoài sưởi ra thì còn làm mát nữa. Và ở trên mẫu xe này thì cũng không thể thiếu được cái cửa sổ trời. Mặc dù là không phải toàn cảnh nhưng mà cũng khá ok. Chúng ta quay lại với cả cái cụm ở giữa này nhá. Ở trên mẫu RX350L này, trên phiên bản này, trên cái chiếc xe này thì đúng hơn, thì được trang bị 3 chế độ lái: Normal, Sport và Eco. Có cả khóa V-side ở đây. Nút tắt hệ thống cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, auto hold. Hộp chứa đồ ở giữa dưới bệ tì tay thì không được rộng lắm, nhưng mà chắc chúng ta sẽ để những cái đồ nhỏ thoải mái. Ở đây thì có cổng, hai cổng USB này, cổng aux này, cổng sạc 12V. Thank you.